Vâng, thưa quý vị, và như Cindy cũng thấy, nãy Cindy có nói là cái vấn đề màu sắc ha, là nó trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, trang điểm, son phấn, quần áo, và người ta khuyên rằng đừng có nên sống một màu. Cái này nguy hiểm. Chẳng hạn như có người nói là ở cái chương trình này mấy người này diễn viên này diễn một màu, là quý vị thấy cái đó là lời chê, từ vì chúng ta không thay đổi. Vì khi chúng ta cứ một màu hoài, chính bản thân chúng ta cũng nhàm chán. Đó là lý do của những người design và những người nghĩa là trong cái thiết kế đời sống, thiết kế nhà cửa, thiết kế quần áo luôn luôn luân phiên nhau thay đổi màu sắc. Rồi có một điều nữa quý vị cũng thấy là cái vấn đề thiết kế mỗi năm họ sẽ những cái học viện lớn như là Pantone hoặc là học viện về thế giới thì WG gì đó thì Amin biết là hai cái học viện đó, một cái thì cho ra cái màu chính xác của năm, một cái thì tiên đoán. Thì năm nào hai cái tiên đoán nó cũng hầu như là gần như nhau. Như cái Học viện Thế giới ở bên Anh thì hiện tại đặt ở New York thì họ tiên đoán là cái màu nó gọi là apricot crush, tức là chúng ta chà cái trái apricot nó ra thì chúng ta có cái màu cam cam đó. Rồi cuối cùng, ở cách đây vài ngày của đầu tháng 12 thì Học viện Pantone lại cho ra là cái màu nó gọi là beach first. Thì hai cái màu này thực ra nó tương tự, nhưng mà cái beach này quý vị đừng có nghĩ là cái màu của một trái beach vàng, mà là đây là quả lại đào và đào trắng á, quý vị sẽ thấy cái màu đó rất là đẹp. Và Amin cũng lấy hình để trên màn hình quý vị sẽ thấy. Fur là gì? Fur là từ vì họ nói là cái màu lông tơ của đào á. Rồi cái đó nó design lên trên lụa, nó dệt vào lụa, nó dệt vào nhung thì quý vị sẽ có cảm giác mơn mởn như trái đào. Vâng, cái màu này á. Và bây giờ ha, qua nhà tâm lý, xin đi nghĩ gì? Khi trong cái năm nay, năm 2023 vừa qua đó, là người gọi là cái màu Viva Magenta, tức là hồng và đỏ nó rất là sậm. Rồi năm nay một cái màu rất là nhẹ nhàng. Thì Cindy nghĩ hai màu trong hai năm, 2023 và màu này, thì Cindy thấy nếu là một người tâm lý nhìn hai màu đó thì mình cảm giác như thế nào? Thực ra là Cindy không phải là một nhà designer, cho nên là đi ra ngoài shopping ấy, mà họ có trưng bày rất là nhiều màu đi nữa, thì con mắt của Cindy ấy, nó không bao giờ mà nó chọn. Có nghĩa là mình có một cái mình gọi là selective hearing và selective seeing. Là vì ấy, mình trong cái mà cái này nó làm trong cái vô thức chứ không phải là mình muốn như vậy. Giống như trong cái kho tàng của Cindy ấy, là chỉ có màu trung là màu neutral, tất cả là beige, gold, màu nước. Cho nên đi vào một cái shopping mall như vậy đó là nó lựa ra, nó chỉ có pick được là màu trắng, đen, neutral. Còn những cái khác là Cindy mù, có nghĩa là không thấy. Đúng vậy, nhưng mà cái này là Amin muốn hỏi Cindy, cũng như là từ Amin cũng hay check với mình khi mình Amin cũng không có thích màu sắc. Nhưng mà thí dụ bây giờ Cindy nhìn thấy một vật như là cái năm 2023 đó, người ta đưa ra một cái màu nó hồng và đỏ, nó phối hợp với nhau sậm sậm, thì khi nhìn màu đỏ thì Cindy có cảm giác gì? Vâng, Cindy hiểu ý của chị An Miên. Khi mà mình nhìn một cái màu đỏ mà một cái màu vibrant ấy, thì nó tạo cho mình một cái cảm giác là nó kích hoạt, nó năng động và nó sôi nổi, là mình rất là bold, là dũng cảm. Đúng là nó thuộc về cái màu gọi là màu mạnh đó, strong. Strong. Thì khi mà nhìn một cái màu hồng, một cái màu êm dịu đỏ, thì màu đỏ nó sẽ cho mình cái cảm giác là nó rực rỡ và nó rực lửa và nó là có huyết, có quyết liệt và có... Và sau đó thì năm 2024 là cho ra cái màu mà nãy anh Miên nói là màu hồng đào, nhẹ nhàng hồng đào cam. Thì qua hai cái màu thì có những chuyên gia phong thủy họ không nhìn màu theo tâm lý mà họ nhìn màu để họ tiên đoán. Mà tiên đoán này ảnh hưởng tới tâm lý, thành ra Amin nói là rất là lạ. Sau khi mà Amin đọc quá trời quá đất coi về màu sắc thì Amin thấy đông và tây có những cái điểm rất là giống nhau, nhưng mà tự vì cái cách nói chuyện, cái cách mà người ta statement á, người ta nói ra nó khác nhau. Chẳng hạn như khi phong thủy, quý vị đều nói là màu này hên nè, màu này xui nè, màu này trời ơi tôi nhìn màu này cái là tôi mặc màu này tôi hên lắm, tôi mặc màu này tôi xui lắm. Thì hên và xui nó phản ảnh lại với cả tâm lý, như Cindy sẽ nói cái màu này là tâm trạng. Mình vui vẻ, mình thoải mái, tự nhiên mọi chuyện nó êm ái hết. Thành ra mình nghĩ là mình hên. Rồi khi mà cái màu nó làm cho mình bức rứt, khó chịu, thì tự nhiên mình cấm cậu cái mood của mình, cái feeling của mình. Thì mình nghĩ là, mà với cái tâm trạng mà cấm ca, cấm cậu, mà bực dọc đi đâu thế nào cũng thất bại. Thành ra mình gọi là màu xui. Chị An Miên nói rất là có lý.
là cái... nhà phong thủy đó. Đương nhiên là màu sắc á, nó có cái sức ảnh hưởng lên cái tâm trạng của mình. Và cái tâm trạng của mình á, nó quyết định là cái gì xảy ra ở trong cuộc đời của mình. Vì nó có cái luật hấp dẫn á, nó hút vào. Nhưng màu sắc á, cũng chịu cái sự ảnh hưởng của cái văn hóa của mình. Đúng vậy. Ví dụ như phương Tây á, thì là khi mà đám cưới đó thì mặc là áo trắng, là vì nó đại diện cho cái sự tinh khiết, tinh khôi. Nhưng khi về bên phía bên Đông ấy, East ấy, thì khi mà đám cưới đó, mình để ý là ngày xưa bên Tàu á, bên Trung Hoa mặc những cái màu rất là nổi, chẳng hạn như là màu đỏ. Rồi ở Việt Nam chúng ta đó, màu trắng là tượng trưng cho cái màu tang thương. Chúng ta là để đeo khăn tang màu trắng, đúng không ạ? Và ở đây á, ở bên Mỹ á, thì khi mà chúng ta đi tang á, đi lễ tang á, thì là mặc màu đen. Thì nó do những cái văn hóa của chúng ta mà nó hình thành như vậy. Giống như là nếu như mà Cindy đi đâu mà mặc bộ đồ đen á, thì mọi người sẽ bảo là cái màu này xui lắm, màu đen, màu tối, nó tối thui, nó sen, nó xui. Nhưng mà thật ra ở trong cái business world, cái ngành về kinh doanh á, thì cái màu đen là cái màu quyền lực, là cái màu của sự elegant, sự trang nhã, và nó nói cho cái đối tác của mình biết là mình là cái người độc lập và cái người đang nắm chủ quyền. Cho nên mình thấy là đàn ông á, là hay mặc vest màu đen, đúng không ạ? Là họ bây giờ đi ra khỏi màu đen, màu xanh và màu xám. Đúng rồi. Còn phụ nữ á, là khi đi hẹn hò vào cái buổi đầu tiên á, thì luôn muốn mặc một bộ đồ đỏ vì nó là bold và nó có sức sống và nó quyến rũ. Nhưng khi đi làm việc thì không ai mặc màu đỏ cả, luôn luôn là có một cái bộ suit màu đen. Cho nên là nó phải tùy theo cái văn hóa của mình. Cái sự đánh giá cũng giống như là cùng một cái sự kiện đó, Cindy cũng đã nói về cái vấn đề này rất là nhiều lần. Vì sao cùng một cái sự kiện đó mà cái sự đánh giá về cái sự kiện đó nó khác nhau ở mỗi cá nhân? Là vì thông tin của mình đã từng ghi nhận cái màu đó là cái màu của quyền lực. Cho nên khi mà Cindy từ Việt Nam lớn lên, sanh ra và lớn lên, sanh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên ở Mỹ, thì cũng chơi vơi một thời gian, là vì mình được dặn là không được mặc đồ đen đi đâu hết á. Nhưng qua tới đây khi mà đi làm á, thì rất là yêu thích màu đen. Cái tủ đồ của nó cũng màu đen, nhưng mà nó còn thay đổi theo cái tuổi của mình nữa. Đúng vậy. Chị Amy hay nghe người ta nói là mình càng lớn tuổi đó, thì mình lại càng thích mặc đồ có nhiều màu, đúng không? Đúng rồi. Là vì cái màu á, nó gợi cho mình có, nó làm cho mình có một cái cảm giác có sức sống. Nó không có buồn tuổi và mình không có bị chìm. Mình cũng cái lúc đó là cái thời mà mình muốn hồi xuân á, mình muốn là có khởi sắc trở lại, thì mình mặc cái có nhiều màu. Mà nó cũng đúng, xin đi để ý như vậy nè. Hễ cái tâm trạng của mình mà nó buồn và nó rất là gọi là a little bit depressed, thì muốn thay đổi cái đó là Si sẽ chọn những cái bộ trang phục nó sáng. Nó sáng là nó có một cái chút gam màu ở trong đó, tự nhiên ở trong người của mình nó thay đổi. Nó làm cho mình thấy cuộc đời này cũng có màu hồng, cũng có màu này màu kia, chứ không có đen thui như là mình nghĩ. Cho nên là có thể thay đổi được. Và cái không gian mình sống đó, nó rất là quan trọng. Cindy kể cho chị An Miên nghe một câu chuyện rất là thú vị. Trong chỗ làm của mình á, thì Cindy có một cái tài lẻ là interior design. Là Cindy thích trang trí nhà lắm, trang trí văn phòng. Và ở trong đó thì có 5 cái gian phòng. Thì khi mà Cindy vào làm á, thì vì ở trong đó là có những người lãnh đạo là toàn là phái nam thôi. Cho nên á, gam màu của họ là đen và trắng. Hay chấm hết. Và nó rất là đơn giản. Khi bước vào căn phòng mình thấy đây là căn phòng của quyền lực. Đây là căn phòng của rất là lạnh, không có rất là nhiều cái không gian ấm cúng ở trong đó. Và Cindy có một cái trách nhiệm là tái tạo lại cái không gian đó. Thì Cindy có 5 cái gian phòng và Cindy design tất cả mọi căn phòng lại dựa trên cái cá tính của từng người ở trong đó. Và khi làm xong hết 5 cái gian phòng, Si step ra một chút xíu và Si nhìn lại thì mới hoảng hồn. Và mới nói là thì ra là 5 cái căn phòng này là không có phản ảnh lên từng cá nhân một, mà nó chỉ có phản ảnh từng cái cá tính của Si đi thôi. Cho nên là mình mới thấy là
những cái hiện tượng ở trong ngoài cuộc đời của mình á, là cái phản ảnh của cái tâm của mình nó ra, là vạn pháp duy tâm tạo, là tất cả mọi thứ ở ngoài cuộc đời này, mặc dù là mình nghĩ là vì người đó, vì người đó, vì người đó, nhưng nó đều là cái phản ảnh trong người của mình nó ra. Ví dụ như có một căn phòng Cindy design cho nó có cái màu cam rất là ấm cúng, zen á, thì đó là cái phần trong con người của Cindy. Và có một cái căn phòng nó là nghiêng về cái phần executive, là làm việc, nó chỉ gọn gàng và nó rất là straightforward, thì nó cũng là một trong những cái cá tính của Cindy. Và có những một cái căn phòng nó rất là nổi loạn, nó là màu cam, nó là màu đỏ, thì nó cũng là một phần của mình. Mình thấy không, khi mà mình tách rời mình ra, mình nhìn thấy tất cả những cái người ở chung quanh của mình á, những cái sự kiện ở trong chung quanh của mình á, là một cái phản ảnh của nội tâm của mình. Cho nên nó có một cái câu á, là the world is a projection of your mind. Nó vẫn là ở trong cái tâm lý của mình nó đi ra thôi. Cho nên tất cả những cái thứ mà mình nói về màu sắc trang trí đó, cái gốc của nó vẫn là ở trong người của mình. Cho nên khi mà mình chọn nhà designer đó, thì mình nên tìm hiểu, không phải là sở thích của họ, mà mình tìm hiểu về cái cá tính của họ đó. Vì họ sẽ phản chiếu cái đó lên trên cái không gian sống của mình. Mà cái không gian sống của mình đó là nó nói lên rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như cái màu mình chọn, sự sạch sẽ, sự gọn gàng, cái loại sách mà mình trưng bày, vật dụng mà mình trưng bày, mình bước vào một cái căn nhà đó. Khi Cindy bước vào một căn nhà là Cindy có thể đoán được cái cá tính của chủ nhà, từ cái gam màu cho tới vật liệu. Vâng, nhưng mà Cindy nói rất là đúng. Nhưng với cái sự chuyên nghề nghiệp, chuyên môn của những cái người mà thiết kế, vì Anmin cũng có rất là nhiều bạn bè và có rất là nhiều người quen biết và những người mà Anmin làm việc chung, họ là những người thiết kế rất là có tiếng trong mọi lĩnh vực rất là nhiều, từ nội thất cho đến quần áo, son phấn, trang điểm, vải vóc. Thì Anmin thấy rằng những người thiết kế đó họ giống như những người họa sĩ. Họ không bao giờ, họ từ trừ khi nào họ vẽ bức tranh cho họ, thì họ sẽ dùng theo như là cái cá tính của họ, hoặc là những cái văn hóa, những cái gì mà họ absorb. Tại vì Amin không muốn nhắc tới cái vấn đề tâm linh và tôn giáo, Amin muốn nói cái sự kiện mà người ta ảnh hưởng. Chẳng hạn như ngày còn bé, người ta quen với những màu sắc đó, những món ăn đó, thì người ta hãy có khuynh hướng về đó. Nhưng những người mà chuyên nghiệp, mà chuyên môn á, đôi khi á, đến nhà của những người mà họa sĩ á, thì mình sẽ thấy khác. Hoặc những người design, họ không có dùng màu gì hết. Tính như Amin có một cái người mà rất là giỏi, nghĩa là họa tiết trên kimono, ông đó vẽ rất là đẹp, nhưng mà khi đến nơi rồi ông ta không bao giờ dùng màu sắc gì hết. Ông ta luôn luôn dùng những cái màu mà cái tông nó rất là cũ kỹ từ cái thời Trung Cổ. Thì hỏi sao, ông nói đây là màu thiên nhiên. Mà quý vị biết màu thiên nhiên là quý vị biết rồi, chẳng hạn như quý vị gọt trái táo ra, để một hồi cái nó xịt xám lại, tức là cái nhựa nó ra nó bị oxy hóa, thì cái màu thiên nhiên nó vậy á, màu xanh lam, màu trà, màu hồng vậy, vắt ra một hồi cái nó đầm xuống. Nhưng mà trong cái đầm á, chúng ta lại thấy một cái sự gọi là tĩnh mịch, nhưng không phải là nó buồn, mà nó làm cho chúng ta cảm thấy trầm lặng. Rồi nhưng mà khi mà những khách đặt hàng, họ nói là họ muốn cái gì cái gì, cái người mà thiết kế giỏi á, thành ra quý vị đừng quan tâm là người thiết kế đó thích màu xanh, màu đỏ, hoặc là ăn mặc quái chiêu đi chăng nữa, quý vị hỏi họ là từ trước đến giờ cho tôi coi những cái gọi là reference, làm những cái gì cái gì. Khi mà họ đưa ra một cái hình ảnh portfolio thì quý vị sẽ thấy cái tài hoa của họ đó là họ nhìn bạn, họ biết được tính người này như thế nào thế nào. Họ không phải thầy bói, nhưng mà họ nói chuyện một chút, họ liếc sơ một chút, rồi nhiều khi cô hỏi rất là bâng quơ đó, cô có thích ăn loại táo này không, nhưng mà khi mà bạn chọn lựa cái gì là người ta đã biết ý là như thế nào rồi. Rồi thứ nhất là, nhưng mà cái đặc biệt là cái vấn đề finance. Bạn có chịu chi hay không, càng chi nhiều thì người ta sẽ collect những cái gọi là màu sắc rất là lạ. Ngày xưa đó thì hay dùng cái màu gọi là đơn thuần, coi như là xanh, đỏ là đỏ, tím là tím, vàng là vàng. Nhưng càng ngày người ta dùng có loại gradient, tức là nó ửng từ từ, nó rất là đẹp thưa quý vị. Và càng sau này có một sự hòa quyện trộn lẫn. Chẳng hạn như có nhiều người nói là tôi không thích màu trắng, tại vì bạn chưa gặp màu trắng đẹp. Rồi có nhiều người nói là tôi thấy màu trắng đẹp, bạn chưa gặp màu trắng xấu. Việt Nam mình hay lắm, trắng trong nè, trắng đục nè, trắng mờ, trắng nhờ nhờ, rồi trắng tinh khôi. Quý vị nào mà thấy đọc thơ của Hà Mặc Tử có cái câu là
áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Thì quý vị thấy hai màu trắng mà nó khác nhau. Cái một cái trắng xóa luôn. Trắng đến độ mà nhìn không thấy gì hết. Trắng nó rất là ma quái. Cái bài này là Cindy thích nhất này. Nó là thôn vĩ dạ đúng không? Đúng rồi. Cindy thích cái câu đó lắm. Sao không về đây thăm chơi thôn vị. Thăm thôn vĩ. Chơi thôn vĩ dạ vâng. Nhìn nắng hàng cao nắng mới. Mà hai cái câu đó là hai cái câu mà nếu mà ai biết về màu sắc hoặc những nhà họa sĩ đó là màu sắc ra con người. Ông Hà Mạt Tử ông không tả gì hết. Rất là đẹp ở thôn vĩ. Nắng lên rồi có hàng câu. Nhưng mà áo em trắng quá nhìn không ra rồi. Rồi ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Cái sương cái khói cũng là màu trắng thưa quý vị. Trắng nhưng mà nó trắng nhờ nhờ, trắng đục đục. Hai cái đó mà đi vào người ta có cảm giác là có vẻ như là liêu trai chí dị. Và một chút nào đó nó hơi hơi lạ lạ. Vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.